Chào mọi người, hôm nay thì nhà mình quyết định là đưa NASA về quê nội. Sao? Thấy gì không? Chưa chải đầu nữa các bạn, cái gì hết trơn. Hồi xưa nào mà chưa chải đầu nữa các bạn ạ. Đi, let's go. Như mấy ngày trước á, thì mình đều ngồi ở đây để viết một cái công việc hàng ngày. Thì hôm nay về quê mình cũng sẽ viết các bạn ạ. Để xem về quê mình sẽ làm cái gì, ăn cái gì, đi đâu chơi. Và mình sẽ quay những cái gì cho các bạn xem nữa. Ghê không à? Tới khúc này nhớ like và share nha. Nhớ. Rồi. Mọi người thấy NASA mau lớn không? Gần giống bố nó rồi đó, thấy không? Cậu thấy giống không? Giống rồi. Mẹ nó làm gì lâu dữ vậy? Chạy đầu. Mẹ nó điệu quá. Ôi ôi, cô Thắm mới lên Sài Gòn hả? Cô Thắm về quê hả? Ôi ôi, cô Thắm về quê cơ mày. À, sau đây mình chỉ cho các bạn cái cách bế con, hiểu không? Thọc một tay xuống cổ và một tay xuống mông đó, và bế lên, bế có thể bế như thế này đó, bế vậy, đỡ một tay xuống đít và một tay đỡ lên cổ, tại vì cổ bé còn còn yếu đấy, không thấy chưa đó. Rồi nhiều khi mà mọi người mà thấy kiểu bế như thế này mỏi tay quá. Mọi người ngồi xuống, kiếm chỗ nào chắc chắn ngồi xuống, đỡ con qua cho nó ngồi như thế này đó, xong rồi mình nách bẻ qua lại đó, xong ngồi như thế này trời đó, thấy không? Thì lần đầu làm bố mình không biết bế đâu, nhưng mà về sau thì mình sẽ bế đó, bế kiểu bế thoải mái, rồi kiểu từ tư thế này mà muốn cho con ngủ mình để lên tay nè đó, xong rồi ngã xuống rồi bé ở cái lưng nè, nhớ cái tay của mình nè, ở phía dưới này đó, thấy ở dưới không, có cái tay của mình đỡ cái lưng của bé, xong âu ơ bí dầu cầu tre lắc léo đi về quê thôi con ơi. xong rồi hết tác dụng lợi dụng rồi. Alo mọi người thấy mỗi lần về quê là như đây đồ này đấy, và ngoài đang con bé NASA đó, còn cái đống đồ này, ủa thấy không, nhìn ớn ăn liền. Đâu còn nữa phía bên này nữa nè. Đó. Rồi bên đây nữa. Được không? À, thấy cậu khỏe không? Khỏe như Châu, mình sao khỏe hơn được. Lên đường thôi. Sức khỏe. Còn mình đang đi trên đường cao tốc các bạn ạ. Phong cảnh ở đây rất đẹp, để bà Suna bà quay cho mọi người xem nha. Nhúc đầu vô mọi người. Nhúc đầu vô, một cầu tư nhúc đầu. Alo. Mình gần về tới nhà rồi. Rồi, như vậy là tới nhà rồi các bạn ạ. Trời ơi, đeo cái kính đó, ỉm hai cái vành ngay con mắt luôn. Bà ngoại xuống nhận cháu kìa. Ok. Rồi, nhận cháu đi. Đi, chui đây. Người nhận cháu vô nhà rồi. Rồi, con mình ai bế đi rồi Khân. Con mình ai bế đi rồi kìa. Đây, đây là cu bo nha mọi người. Đây. Cười đi. Trời ơi dễ thương quá. Dễ thương cực. Thương quá. Đây chị gái của mình các bạn ạ. Đó, đây là con thứ hai của chị gái mình. Đó. Còn đây là anh rể mình. Anh rể mình ngại máy quay lắm. Rồi, đây bà ngoại của cháu bò. Đó. Còn bên đây là bà này là bà nội của cháu bò, cháu NASA. Đây. Đây. Ủa bà ngoại người ta mà còn khóc nữa. Ông nè, ôm bà ngoại luôn. Rồi khóc đi. Rồi. Khóc đi.
Không đi, to lên. Qua 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 qua, to lên. Rồi bà nội bồng em NASA nè. Bà nội bồng NASA luôn. Bà nội nào bồng NASA rồi, bà nội nào bồng NASA rồi. Rồi. Vừa bà nội vừa bà ngoại luôn. Không chịu quá, thằng kia không chịu rồi. Đó, đem vàng, đem vàng, đem vàng. Đây tặng cho em đầy năm nha. Này là vàng đầy đầy năm đó. Đầy năm nha. Đây. Đây vàng nè, đó. Vàng nè. Đây cũng có vàng luôn, hai tay hai vàng luôn, vàng nè. Quá trời vàng luôn. Bây giờ thì nhà mình sẽ đi chơi. Đó, chấm thành NASA luôn. Đó. Bà NASA, à lộn, bà Suna. À, bế bà NASA. Đó. Đấy, bà thì nhà mình sẽ đi ăn ăn cái gì đó mình cũng không biết nữa. À, nhưng mà đi nhiều lắm, à, quá trời luôn này, mười mấy hai chục người lận, đó, quá trời người luôn. Còn một gì nữa nè, đó, lên, let's go. Các bạn biết không, thì ở dưới quê mình á, có các bạn như từ cấp 1, cấp 2 và cấp 3 luôn nha, ai cũng hình như cũng biết mình hết á. Và tôi cũng biết làm sao mà mọi người nhận ra tôi hay, tôi bịt khẩu trang kín mít rồi tôi đi ra ngoài đường thì cũng biết nữa. Nhưng mà nói vậy thôi, các bạn trẻ rất là vui tính và mình rất là thích luôn. Các bạn cầm tới xin chữ ký của mình, rồi cùng với nó xin chụp hình này nọ, nói chung là nhiều lắm nha. Rồi tí nữa nó kêu bạn hội chị em của nó tới, u là trời ơi luôn á. Tối lại thì gia đình mình dẫn nhau đi ăn nè. Thì vào một cái quán hải sản ngồi ăn thì có các cô dì chú bác ngồi lại nói chuyện cũng rất là vui. Và một số giống như là bà ngoại thì bé nè, bà nội chứ, lộn, cứ lộn với bà nội với bà ngoại hoài luôn á. Bà nội ẩm bé NASA nè, rồi mình ẩm bé NASA ra ngoài chơi. Còn đây là con của chị nè, đây là bé Cubo. Thấy không, dễ thương, cute phô mai que hột me thôi. Thích uống nước ngọt thôi, mới nhỏ chút xíu đó thôi á, đòi cho bằng được. Còn đây là bà Su đó. Các bạn xem những cái vlog trước thì các bạn cũng biết rồi. Bà Su này thì không biết làm sao, dạo này kén ăn nên ốm nhom ốm nhách, còn cười súng răng nữa chứ. Mà cũng rất là trộm ví nha các bạn, bé NASA đi ra ngoài cũng không có khóc gì luôn, ai bế cũng được hết á. Chắc là do chưa biết ai, sau này lớn thêm vài tuổi nữa chứ người khác bế là cũng sẽ khóc, hoặc là thậm chí ba nó bế nó cũng khóc nữa. Đây bà Suna với bà ngoại ra hóng gió nè, vui quá trời quá đất luôn. Trời ơi là trời, cho con tôi đi vô đi, đây là đâu và đâu là đây? Và sẽ có rất là nhiều người bảo đây là hai anh em đấy nha, nhìn cái đầu chọc y chang nhau luôn. Giống hai anh em à? Anh em nè. Không, để gần thôi. Không được đập cháu, hiểu chưa? Không được đập, không được đập. Phải vuốt ve, phải vuốt ve em. Đây nè, phải cầm tay em. Đây, hai bên cầm tay, đó, cầm tay em, vuốt ve em. Cho em, đó. À, dễ thương quá, trời ơi, giỏi. Hey, ổn không? Hôm nay đi chơi vui không? Vui hả? Trời ơi, sao mà nhìn giống như NASA vậy? Trời ơi, chấm miếng son cái ngay đầu luôn. Y chang là NASA luôn. Trời ơi, tay dễ thương quá. Hai, ổn không? Ổn không? Cậu cưng của ba. Cậu cưng của ba, trời ơi. Tóc ở sau dài quá nha. Rồi. Bây giờ là 5 giờ sáng mà mình đang ở nhà. Mọi người xem một khung cảnh xung quanh nhà mình nè. Ta-da. Phía này là mặt trời mọc, hướng đông nha mọi người. Phía này là hướng đông. Còn phía bên này là hướng tây. Chúng ta vẫn còn mặt trăng luôn nè mọi người. Mặt trăng nè. Ghê thiệt. Còn dưới đây là đoạn đường chính của nhà mình. Đó. Nhưng mà sáng hình như hơi mưa thì phải. Có một chút mưa râm râm, trời rất là mát. Mình bắt đầu tập thể dục đây. Chỗ này tới thui à, không quay được gì hết á. Tập xong rồi chắc mình quay sau các bạn. Một ngày mới lại lên rồi các bạn ơi. Và hôm nay sẽ là một điều tuyệt vời nữa. Không biết là hôm nay sẽ có những cái gì, nhưng mà chương trình hôm nay còn rất là dài. Các bạn nhớ đón xem hết clip này nha. Không có cái gì tuyệt vời nhất bằng sáng sớm mà ra gặp con rồi sau đó là nghịch với con hết các bạn ạ. Đây là bộ đồ mình mua cho NASA nè. Mình thích màu hồng và ghét sự giả dối, nên là mình sẽ mua những bộ đồ màu hồng cho con mình. Nên là nhiều bạn hỏi tại sao anh lại mang đồ màu hồng giống như con gái vậy. Làm gì có, con trai cũng thích màu hồng và được thích màu hồng chứ bộ.
nên là con mình thấy mặt màu hồng nó cũng thích nên là mình mua cho nó. Là sao ơi, tới đây, tới đây, tới đây. À, có lẽ, có lẽ, có lẽ, có lẽ, có lẽ. Đây mọi người, đây con tôi đang bắt đầu tập bò rồi nè, mới có 3 tháng mấy. Rồi đuối rồi, thôi đuối rồi, đuối rồi, đuối rồi, đuối rồi, rồi, rồi lật lại rồi. Tập trường á mọi người. Thôi mọi người, thì hôm nay thì anh rể của mình á sẽ dẫn bọn mình đi tham quan khu vực suối ở xung quanh đây. Và nói chung là mình sẽ quay cuộc hành trình đi chơi cho các bạn xem. Su hôm nay đi đâu Su? Hôm nay đi tắm. Tắm suối? Ủa bà này làm gì đây? Em hả? Ờ. Em đi trải nghiệm. Đi trải nghiệm? Đi trải nghiệm gì? Đi trải nghiệm con đó đó. À con xé hả? À. Con đi mua trần. Ờ, xịn vãi. Đi mua trần thiệt luôn. Ôi, mẹ mình đi mua trần đội mũ bảo hiểm nè. Rồi đi xe máy đi, đi xe máy đi, đi mũi chân. Ôi rồi rồi, nổ máy rồi. Rồi rồi mọi người ơi, cái xe này ồn lắm nên là mình phải sử dụng một cái mic. Đây cái mic GoChat nè, quay tới gần nè, không đó, mở ra. Nhìn xịn nha. Từ để mà cho có mic nó đỡ ồn. Wow, xịn không? Đây là mic GoChat Ultra nha mọi người đó. Thì để mình test thử ra đây, có mic luôn nè. Bật nguồn lên. Rồi, gắn cái này vô trong đây. Gắn cái này trong vô trong điện thoại. Cái đích đúng không? Gắn đúng rồi, gắn cái mic vô trong điện thoại. Rồi, đích gắn vô. Cái gì? Nó mua đó. Rồi, bật nguồn lên nè. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã đeo cái mic rồi. Nhưng mà nó có cái chế độ lọc âm nữa. Nhưng mà mình không biết là lọc âm ở đâu. Thì cái mic này á, mà các bạn để gần á, thì nó rất là to. Nên là các bạn chỉ cần kẹp ngay đây thôi nè. Đó, kẹp ngay đây thôi. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là mic nó sẽ ok hơn. Thì hiện tại mình đang test mic các bạn ạ. Đang test mic để coi tí nữa dừng coi mic ok chưa. Bật chế độ lọc âm lên rồi đó. Tại vì cái xe này nó ồn lắm các bạn. Nên là mình phải sử dụng mic. Rồi tắt thử coi. Ok mọi người, đây là cái chế độ lọc âm thì phải. Nó có cái màu xanh xanh. Đây nè, thấy không? Màu xanh xanh nó hiện nè, thấy không? Bây giờ đó, màu xanh xanh. Còn tắt cái này là tắt chế độ lọc âm nè. Tắt. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Hiện tại đang tắt chế độ lọc âm. Rồi, ok. Ok. Bà Sona thấy sao, đã không? Đã, mát. Mát không? Mát. Lamborghini mua trầm mà không mát hả sợ? Đã không Su? Không đã hả? Đã không nè? Đã. Mọi người thấy không? Người về quê có xe mua trầm chạy liền, hấp dẫn liền. Mọi người có thấy quê mình có rất là nhiều địa điểm đẹp không? Rồi đi qua những cánh đồng, rồi cũng như đi qua những cái vườn người ta trồng những cây thanh long, trồng tiêu, rồi trồng tràm, rồi có nhiều đồi núi này nọ. Nhưng mà thề với các bạn là mình ít khi đi du lịch ở dưới quê lắm. Cái này không phải là đi du lịch mà gọi là đi trải nghiệm coi quê mình có những cái gì á mọi người. Nói chung là tất cả mọi người ngồi lên xe rùa chạy á thì cũng quê lắm các bạn ạ. Đi ngoài đường người ta nhìn quá trời quá đất luôn. Nhưng mà không sao, chúng tôi đi kiểu như đi phượt mà. Cái này là Lamborghini mui trần các bạn. Mọi người có thấy đồi núi đẹp quá trời quá đất luôn không? Nè xuống thôi. Ok. Đấy. Trời ơi nước nè. Trong veo luôn. Wow. Ui anh ơi, có con, có cái vỏ con sò luôn nhìn nè. Đây nè, có con hến nhìn đây anh ơi. Ơi. Có hến luôn. Sao? Nè. Đâu? Nè hến nè. Đâu Suna anh ơi. Anh đây có hến nè. Con hến đó hả? Ừ. Rồi bây giờ đến lượt mình, nước mát không ta? Ui mát thế. Ui. Đá nha. Ây da. Nhưng mà anh đập đá rồi. Gì nữa, ai cũng mang dẹp hết nữa. Coi kia, anh Thịnh cũng mang dẹp luôn, Xuân không? Mang dẹp luôn. Trời ơi, vậy mà tôi đi chân không xuống hang gì đâu, buồn chết. Mọi người đều mang dép hết á. Xong rồi dụ mình xuống khỏi mang dép đi. Cái xong đập đá đâu muốn chết. À, em coi anh nè, thấy không, ở đây nè. Cái gì vậy? Tịnh tâm, thấy không? À, thật là thoải mái.
cuộc sống là vô thường nên chúng ta hãy cứ bình thường. Ở đây cười đâu ai nghe đâu. Mình không nghĩ rằng là ở gần nhà mình có một cái dòng sông cũng như là cây cầu nó đẹp đến như vậy luôn mọi người ạ. Ở đây thật sự rất là chill luôn. Cảm giác kiểu giống như là mình được trở về cái tuổi mà lúc mà mình còn học lớp 2, lớp 3 hoặc là lớp 5 gì đó. Mình đi chơi rồi mình tắm sông, tắm suối một cách rất là tuyệt vời luôn. Kiểu không phải lo nghĩ, cũng không phải lo những cái công việc tấp nập ở trên Sài Thành đó mọi người. Quê nhà của mình nó là một nơi để giúp cho mình trở nên chậm lại, bình yên lại, nhẹ nhàng lại. Mỗi lúc, mỗi tuần mà mình cảm thấy mệt mỏi trên Sài Thành là mình sẽ về quê. Hoặc là sắp tới mình sẽ về quê của Suna nữa. Nhìn ba con cá nó bơi với nhau, mình liên tưởng tới câu ca dao tục ngữ là một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại lên hòn núi cao á mọi người. Khi mà người ta thả cá mà ba con cá nó lại bơi cùng với nhau mà mình đi tới mà nó không chịu chạy nữa. Nó rất lạ các bạn ạ. Và cảm giác kiểu giống như là việc mà người ta phóng sinh á thì nó rất là tuyệt vời, nó cảm giác nó làm cho mình cảm thấy bình yên lắm mọi người. Cảm nghĩ về ở nơi này đã không? Đã. Đã như thế nào? Hoang dã. Thật hoang dã hả? Rồi gì nữa? Đã. Đã? Vậy thôi hả? Ừ, ok. Và như vậy là chuyến đi của mình đã kết thúc rồi các bạn. Đây, tài xế của chúng ta, cảm ơn tài xế rất là nhiều. Tài xế rất là nhiệt tình. Rồi, bây giờ dọn đồ xuống thôi. Đây là mẹ mình chuẩn bị xuống. Rồi, bà Suna còn ghiền nữa hả? Xuống. Xuống.